cắt vật thể trong Blender để cắt được vật thể này trong Blender thì các bạn sẽ phải tạo một đường cắt sau đó là về chế độ mặt chọn cái mặt đấy và ấn separate để tách nó ra cắt nó ra đây mình ví sẽ ví dụ nhé đầu tiên là mình sẽ tạo một đường cắt các bạn chọn vật thể và phải về chế độ edit mode phím tắt là tab đây để tạo một đường cắt này có rất nhiều cách để cắt tự do nhất thì các bạn sẽ ấn phím K đây K là cái knife phím K này các bạn thấy có một cái con dao hiện lên này các bạn sẽ vẽ các cái đường cắt ấn enter để kết thúc lệnh đó sau đó các bạn về Chế độ số 3 này Face Chọn mặt này Để Các bạn sẽ chọn Giữ ship Chọn các cái mặt Các bạn muốn tách ra Thành một vật thể mới Sau đó ấn chuột phải Chọn separate Phím tắt là P Chúng ta sẽ tách vật thể Theo cái vùng chọn đó, Các bạn ấn Tab Về chế độ Object Mode lại này Ấn G để di chuyển này Đấy nó tách ra được rồi này Như vậy các bạn chỉ cần tạo một đường Để cắt vật thể ra Và Về chế độ 3 chọn mặt Và ấn Separate để tách Separate Phím tắt là P Nó có rất nhiều cách Để tạo cái lưới Ví dụ như ấn Ctrl R này. Enter K để cắt Enter đây, các cái lệnh ở đây này. Loop cắt này. Enter. Đây, K là knife. Đúng không? K là knife đây. Đó. Cái knife này các bạn cũng có thể quét một phát như này. Nó sẽ cắt luôn. Enter kết thúc lệnh. Đây, bisect này là cắt theo một mặt phẳng. Sect đây có nghĩa là section này, mặt cắt ấy. À, để cắt được cái này thì vật thể của các bạn phải là kín nhé Đây mình bị hở rồi Mình sẽ tạo lại vật thể khác Ấn Tab Chuyển lệnh Xóa này đi này. này Vật thể phải kín nhé Thì mới dùng được Basic Các bạn ấn Tab về chế độ Edit Mode này Chọn lệnh Basic Kéo một phát ấn vào clean in để xóa cái phần ở phía dưới clean outer để xóa cái phần ở phía ngoài in là trong xóa phần trong này xóa phần ngoài fill để lấp lại cái phần cắt này Đó. nếu mà cả in cả clear cả in cả out thì nó sẽ xóa cả trên cả dưới để lại mỗi cái đường này đó chỉ đơn giản vậy thôi